Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nga không từ bỏ kết quả trong gần 2 năm qua theo công thức hòa bình của Ukraine. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ không có chức nổi thần kỳ cho Ukraine. NATO có ít nhất 3 năm để chuẩn bị cho chiến tranh với Nga. Học thuyết quân sự mới của Belarus không coi bất cứ quốc gia nào là kẻ thù. Israel sẽ xây dựng lại các khu vực dọc biên giới Gaza sau chiến thắng trước Hamas. Nga không từ bỏ kết quả trong gần 2 năm qua theo công thức hòa bình của Ukraine. Phát biểu tại buổi gặp với người đứng đầu các thành phố của Nga ngày 16 tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại và nếu điều này tiếp diễn, tình trạng nhà nước của Ukraine sẽ bị đặt dấu hỏi. Tổng thống Putin nói, hiện nay không chỉ cuộc phản công của họ thất bại mà quyền chủ động nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga. Nếu điều này tiếp diễn, thì tình trạng nhà nước của Ukraine là một vấn đề không thể khắc phục được bởi có thể bị giáng một đòn rất nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ngăn cản đối thoại hòa bình. Theo Tổng thống Putin, đối với quá trình đàm phán này, có nỗ lực khuyến khích chúng tôi từ bỏ những thành quả đạt được trong gần 2 năm qua. Nhưng điều này là không thể. Tất cả đều hiểu rằng không thể làm như vậy. Tổng thống Nga nhắc lại rằng, phía Ukraine đã từ chối đàm phán dù Moscow và Kiev đã đạt được thỏa thuận. Tổng thống Putin nói, một ngày sau, họ ném tất cả thỏa thuận vào thùng rác. Bây giờ, phía Ukraine còn nói về điều đó một cách công khai về sự bỏ lỡ cơ hội đó. Và phía Kiev cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, nếu đồng ý với thỏa thuận, mọi thứ đã được hoàn thành từ cách đây gần 2 năm. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, quyết định đó của lãnh đạo Ukraine một lần nữa nhấn mạnh họ không phải là những người độc lập. Đề cập về các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga, Tổng thống Putin giải thích đây là cách Kiev muốn thể hiện khả năng đáp trả các động thái của Moscow, cũng như chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi những thất bại trên mặt trận. Nhà lãnh đạo Nga giải thích, nhiều người hỏi tại sao chính quyền Kiev lại làm những việc như vậy, pháo kích các thành phố yên bình, khu vực đông dân cư, tấn công các quảng trường. Vậy ý nghĩa quân sự trong việc này là gì? Chẳng có gì cả. Vậy tại sao họ lại làm? Câu trả lời là họ phải cho người dân và các nhà tài trợ của Ukraine, những người chi tiền mua vũ khí và đạn dược thấy rằng Kiev có thể đáp trả các hoạt động quân sự của Nga. Ông Putin cho biết thêm, lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng quân sự và các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn phòng thủ và bây giờ sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ không có chức nổi thần kỳ cho Ukraine. Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 17 tháng 1, trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Mỹ không có chức nổi thần kỳ để có thể tài trợ cho Ukraine mà không cần quan tâm và điều phối các yêu cầu khác từ Quốc hội. Hãy nhìn xem, không có khoản tiền thần kỳ nào cả. Nếu chúng tôi không thỏa thuận được với ngân sách, thì đó là một vấn đề thực sự đối với cả Mỹ và Ukraine, Ngoại trưởng Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa đảm bảo rằng phần lớn số tiền dành cho Kiev sẽ được Washington phân bổ. Hồi đầu tháng 1 năm nay, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết chính phủ Mỹ hiện không còn ngân sách cho những hoạt động viện trợ mới dành cho Ukraine. Gói viện trợ an ninh cuối cùng cho Kiev đã được cấp sau dịp Giáng sinh và trước năm mới. Lô viện trợ này sẽ được bàn giao cho Ukraine trong những tuần tới, nhưng sau đó sẽ không còn nguồn viện trợ bổ sung nào. Hiện Mỹ cần sự ủng hộ từ Quốc hội để có thể tiếp tục làm điều đó. Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua đề xuất ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Theo đề xuất này, Washington sẽ dành hơn 60 tỷ đô la Mỹ để viện trợ bổ sung cho Kiev. Nhà Trắng nhấn mạnh, trước các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga và Ukraine, điều đặc biệt quan trọng là Quốc hội Mỹ phải ủng hộ đề nghị mới nhất của Nhà Trắng liên quan đến việc viện trợ bổ sung cho Kiev. NATO có ít nhất 3 năm để chuẩn bị chiến tranh với Nga. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói với The Times rằng cơ quan tình báo Estonia dự đoán NATO có từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp có thể xảy ra với Nga. Đồng thời lưu ý, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cách NATO quản lý, sự đoàn kết và giữ vững lập trường của mình đối với Ukraine. Theo Thủ tướng Kallas, điều Nga muốn là tạm dừng và việc tạm dừng này là để tập trung nguồn lực và sức mạnh. Trong tháng này, Estonia, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, có chung đường biên giới với Nga, đã cam kết viện trợ 1,2 tỷ euro, tức 1,3 tỷ đô la Mỹ, cho Ukraine đến năm 2027. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du tới Estonia, cũng như Latvia và Litva. Cũng trong tuần trước,
Truyền thông Đức đưa tin, Berlin đang chuẩn bị kịch bản đối mặt với tình trạng thù địch với Nga, điều mà họ dự đoán có thể xảy ra sớm nhất vào mùa hè năm 2025. Moscow bác bỏ thông tin này. Cùng với đó, Nga đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây rằng xung đột Nga-Ukraine mang tính chất đế quốc và nhằm mục đích chinh phục lãnh thổ. Theo giới lãnh đạo Nga, Mỹ cùng các đồng minh đã làm leo thang căng thẳng bằng việc bành trướng NATO ở châu Âu. Chính phủ Ukraine ngày càng gặp khó trong việc đảm bảo sự hỗ trợ của phương Tây. Ngoài tình trạng bế tắc của gói viện trợ từ Mỹ, EU đã không thể phân bổ tài chính cho Kiev do sự phản đối từ Hungary. Tổng khai gói được đề xuất là hơn 110 tỷ đô la Mỹ. Học thuyết quân sự mới của Belarus không coi bất cứ quốc dân nào là kẻ thù. Hãng tin Penta của Belarus ngày 16 tháng 1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Krenin tuyên bố, điểm nhấn cho học thuyết quân sự mới của Belarus là không có bất kỳ quốc gia nào bị coi là kẻ thù. Phát biểu trong buổi gặp với Tổng thống Alexander Lukashenko, Bộ trưởng Quốc phòng Krenin bày tỏ, chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng trong học thuyết quân sự mới rằng không quốc gia nào bị coi là kẻ thù của Belarus, bất chấp hành động của chính phủ quốc gia đó. Đây là thông điệp chính, tinh thần của học thuyết quân sự. Bộ trưởng Krenin cho rằng bản chất của văn kiện này phù hợp với bản chất hòa bình của người dân Belarus. Theo ông, học thuyết quân sự mới là một tài liệu mang tính nền tảng, phản ánh quan điểm chính thức cơ bản của nhà nước Belarus về hòa bình và chiến tranh, về việc sử dụng lực lượng quân sự để ứng phó với thách thức và mối đe dọa hiện có. Trong nghị quyết ngày 6 tháng 3 năm ngoái, Hội đồng An ninh Belarus đã giao trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng nước này soạn thảo học thuyết quân sự mới để ứng phó với những thay đổi gần đây trong tình hình chiến lược quân sự. Do căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng leo thang, nghị quyết cũng quy định tập trung nỗ lực của những cơ quan có thẩm quyền và việc răn đe chiến lược để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và trật tự hiến pháp của đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong. Israel sẽ xây dựng lại các khu vực dọc biên giới Gaza sau khi thắng Hamas. Tuyên bố trong buổi gặp với lãnh đạo các chính quyền địa phương ở khu vực biên giới, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền Israel có kế hoạch xây dựng lại toàn bộ các khu định cư nằm dọc biên giới với Gaza và đưa cư dân địa phương trở về an toàn. Nhà lãnh đạo Israel nói, chúng tôi quyết tâm xây dựng lại các cộng đồng và kibbutzim, tức là khu vực tiếp giáp với dải Gaza, để đưa người dân trở về nhà và mang lại sự thịnh vượng hơn nhiều so với trước chiến tranh. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, Israel trước tiên cần phải hoàn thành chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Mục tiêu đã nêu là phá hủy cơ cấu quân sự và chính trị của phong trào Hamas của người Palestine. Thủ tướng Israel tuyên bố, để đạt được mục tiêu này, trước hết cần giành được chiến thắng trước Hamas, nhưng cũng phải thực hiện các hành động cần thiết trong lĩnh vực dân sự